Hello, xin chào anh em đã quay trở lại vlog tiếp theo của mình nhá. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhá. Anh em ạ, ở chỗ mình thì hôm nay nó bắt đầu lại không mưa. Đấy, trời ráo rồi, nhưng mình nghĩ là sẽ giờ này sẽ tạnh rồi anh em ạ. Bởi vì là không còn kiểu mây mưa, nó bắt đầu hành nắng lên rồi anh em nhá. Đấy, thì bên này Bugatti thì anh em có nhìn thấy không? Đấy. Bên này thì của mình đang chuẩn bị vào tiến hành công việc ngày mới anh em nhá. Đấy. Con này thì mình nghĩ là sắp xong rồi chú nhỉ. Xong rồi. Đây, những cái phần này là hôm qua chú Lợi mới dán thêm này anh em ạ. Đó, những cái chỗ này bị thiếu này. Những cái đoạn này nó bị thiếu mấy khớp nối bên dưới này. Chỗ này cũng bị thiếu cái đoạn phần cánh cửa, khớp nối cánh cửa này. Đây, bên trong này thì là chú Lợi dán vào, dán thêm vào những cái phần này, những phần riêng này để cho nó dày, nó cứng cáp hơn. Những khớp nối cái hộp này nó bị mỏng mà. Nó bị kiểu mình khớp nối vào nhưng mà mình mài đi đấy, nó bị mỏng đi. Thế là cái này chú Lợi đã hôm qua đã xử lý lại đó, đã dán thêm vào đây. Đấy, cái này mình chỉ lướt qua, nếu mà mài chỉ lướt qua cái phần nó rộm cái sơ ở đây thôi này. Đấy, mài hết cái phần sơ đi là được, không cần phải mài kỹ sau. Đấy, những phần này, vành bánh này, đấy là chú Lợi đã mài, đã dán được lên cho nó dày hơn rồi nhé. Còn ở đây thì bọn mình đang chuẩn bị vào công việc ngày mới, thì đang tính toán một số cái thông số anh em ạ. Đấy, tính toán cái phần cánh à, cái hốc gió đấy, hốc gió đây này anh em ạ. Đấy, hốc gió này này. Hốc gió này là như kiểu bản PC ấy, như bản độ sao? PC là nó bản kiểu độ nâng cấp mà chú. Nó bản độ. Đấy thì cả những cái gì bản độ của nó như đều được lắp ghép bên ngoài. Được lắp ghép ấy, kiểu như là một con xe bình thường mình lắp body white ấy. Đây thì toàn bộ hệ thống của nó, ví dụ như cái hốc gió này nó cũng khác biệt đây này. Đấy là nó kiểu tách rời ấy, bên ngoài nó lắp ráp vào đấy anh em ạ. Nhiều như những cái đồ mà mình độ lên xe phổ thông bình thường, đồ carbon các thứ đấy anh em ạ. Đó. Đúng rồi, đây là đúng bản độ thật. Đây bản độ PC thì bản độ là người ta độ cả cái những cái hốc gió và có khi cả cánh gió này cũng là độ này. Yeah. Không, PC thì nó như hay thế bản mà. Riêng. Bản PC nó là như thế mà, cánh gió nó cũng vậy mà. Cánh gió là có sẵn luôn đấy chú ạ. Nếu vậy thì cơ này nếu mà mình làm theo PC thì dễ hơn là phơi ra thường. Đúng rồi, bọn mình đang tính phương án làm cái phần cánh gió, cái phần hộp gió này là theo như kiểu con PC đấy, mình tháo ra lắp vào nó đơn giản anh em ạ, nó dễ hơn. Là mình làm sẽ úp vào phát là mình bắt vít 1, 2, 3, 4 con vít trên này là ok. Nếu mà làm PC thì nó dễ hơn, dễ làm hơn mà có khả năng tiến độ nhanh hơn. Đúng rồi. Thì mình nếu mà làm PC thì cái hốc gió này làm ấn vào đây là được. Đấy, thì bọn mình đang tính toán ở cái phần hốc gió này nhá anh em nhé. Hốc gió này đang nghiên cứu của là làm theo PC đấy, làm hơi ra thường thì nó chỉ là một phát suột vào thôi, xong bên trong nó có cái lưới tản nhiệt, lưới gió thôi. Còn đô qua PC thì là nó có cái một cái vành lên bên trên này màu đen, kiểu vành carbon đấy anh em ạ. Đây nó như thế này này, đấy, cái vành của nó này Y như nguyên vậy luôn. Đấy, còn đâu mà mình làm con thường thì nó không có cái vành đấy, nó chỉ thuật như vậy luôn, y xì như vậy luôn. Đấy, một phát vào xong rồi nó có cái lưới bên trong là xong luôn. Nói chung là làm cái lưới bên trong này làm cũng được thôi, nhưng mà kiểu nó bị kiểu cụt cụt đấy. Đúng không? Mình thấy là nó kiểu cụt cụt. Với lại là con PC này nếu nó có cái vành màu carbon đấy, mình bên ngoài đấy thì kiểu là một con xe đang thuật vậy nó có cái điểm nhấn lên đấy. Cái chỗ nó kiểu làm điểm nhấn đấy. Đúng rồi. Đây là điểm nhấn màu đen này. Nó rõ ràng là cái chỗ đây là hốc gió, còn nó cái kia thẳng tắc là một màu luôn. Đấy. Nó chỉ có xuôi như một chiều thôi. Mình thấy có cái điểm PC với cái màu đen tại này lên là mình cảm thấy đẹp. Đấy, nó kiểu thế nó nổi lên đấy. Điểm nhấn luôn. Điểm nhấn đấy. Bọn mình đang tính phương án là làm theo con PC ấy, em ạ. Thế là làm điểm nhấn. Còn tất cả những hốc gió chỗ khác thì nó cũng như nhau thôi. Mỗi cái điểm trên này là mình cảm thấy nó khác nhất. Đúng không? Cho nhìn thấy nếu mà có cái phần điểm đen này vào thì nó sẽ là một cái điểm nhấn. Đúng, nổi bật hơn đấy nhỉ. Đấy, mình làm cái phần điểm đen này nó cũng tương tự như kiểu cái phần đèn này thì em ạ. Đấy, kiểu đẩy ra, rút ra đẩy vào phát là được luôn. Xong mình bắt vít ở bên trên này. Khác mỗi là mình vẫn bắt vít ở trên này thôi, bởi vì trong PC đây nó có cái chỗ bắt vít trên này. Nếu như mình bắt vít cái trên đấy thì bắt 1 2 3 hình như 4 con ấy. 4 con thì phải chứ. Nó cũng mắt dày dày. 15 ra rồi chú mua đi chứ la quá. Vẫn chạy được thế. Ba con 1, 2, 3, 4 con trên đỉnh nữa đây.
Đấy, 4 con. Mình nghĩ là cái phần này nếu mà mình chơi 4 con ốc như thế này thì mình sẽ mua cái con ốc inox đấy anh em ạ. Inox titan ấy. Không, con ốc inox bà nhà tư nó giống kiểu này luôn chú. À, màu vuông vuông vậy bà. Nó kiểu màu trắng ấy, nó đẹp hơn là titan ấy. Không quay ok hơn đấy. Yeah. Đấy thì mình sẽ bắn 4 con vít vào đấy thì nó sẽ đẹp hơn anh em ạ. Mình nghĩ là nó kiểu nhiều chi tiết nó lộ mấy cái ốc lên nó lại trông nó lại chất đấy. Thế là riêng mà làm đấy màu đen đẹp. Nếu như bản thân nhá, bản thân mình ấy, mình nghĩ là hốc dúa theo bản PC. Ừ, đúng không? Hốc dúa theo bản PC. Cánh dúa PC, mình thích con xe này có cánh dúa. Đây anh em ạ. Đây là đồ mình vừa mua về, tất cả những cái này mình sử dụng và sau này mình làm cái vành bên ngoài. Chú đâu đi mua? Ừ. Cái vành bên ngoài nó mình làm phần đèn đấy. Đúng không? Đèn của vành ngoài. Sau này những cái này mình sẽ mài bầu đi và gửi cho anh chơi Hà Nội. Chơi Hà Nội ấy, anh ấy mạ chrome bạc cho mình. Ồ, mình sẽ mạ một chrome vào nhé anh em nhé. Tất cả những cái này là nó làm 6 cái mắt đèn này luôn. Đấy, mình làm cái này nó đơn giản hơn anh em ạ, mà nó chỉ kiểu nó hình tròn chất lượng hơn đấy. Nó chuẩn chuẩn hình tròn. Nó chuẩn hình tròn hơn là của mình làm composite, nhưng mà composite thì mình làm những tròn nhưng mà để tròn chuẩn xác chuẩn 100% thì không được các bạn. Đúng rồi. Tốt nhất là mình cứ làm cái này cho nó dễ phải không chú? Mà nó có đắt đâu, nó cũng chỉ vậy thôi mà. Nó không đắt hơn cái phần là mình làm composite bao nhiêu. Mà nó lại đỡ mất công. Đấy. Đấy, đây là cái phần chi tiết của phần mắt đèn này nhá anh em nhá. Đấy, mình nói tiếp là cái đoạn này đi mua xe mình thích có phần cánh gió nhưng mà hiện tại thì còn phải làm xong xem lại. Nếu mà xong nghiên cánh cứu gió thì cánh gió thì nghiên cứu xong. Bởi vì cánh gió lên nó cũng đẹp á. Cánh gió thì nó không có gì cả. Bây giờ nếu mà tính xác định làm cánh gió thì bên dưới mình chỉ làm bát sắt. Đúng rồi, mà bát sắt xong mình mài trên này mài chìm form đi. Mài chìm mấy chỗ bắt nó là được chứ. Mình làm bát sắt mấy thứ đấy. Ừ. Xong mình làm cái form chuẩn thế này chứ không mình đặt úp và nó như kiểu là hình thức như này, nếu mà ở trong xe nó chỉ làm một cái ô một vài thôi. Nhưng mà hơi chỉ một chút để cho nó cố định nhé. Đúng rồi, nó kiểu là mình mài cái lớp cốt bên trên này, mặt bề mặt của mình này nó chìm xuống để cho nó vừa mấy cái, ví dụ một cái tấm bìa này thì nó bằng bao nhiêu cái tấm bìa này. Đấy, mình mài chìm cái phần tấm bìa xuống là ok luôn. Nó xuống một chút là nó ôm chắc hơn. Đấy, chỉ vậy thôi. Ở xe những xe độ ấy, người ta cũng toàn làm vậy mà. Sau này nó ok thì cánh gió nó có cánh gió nó sẽ đẹp. Thích có cánh gió của mọi người. Bởi vì là như nào từ lâu bọn mình bởi vì là mấy con nó cũng không có cánh gió kiểu này đấy. Đúng rồi. Bởi vì đi con xe này nó cũng bây giờ nó cũng đang tiến dần vào cái phần hoàn thiện thì mình muốn là tham khảo ý kiến của mọi người và anh em xem mà có nên làm không, chứ ví dụ sau này mà sơn vào rồi mà mình làm là rất là khó. Đúng rồi, lúc ấy vỡ lắm. Thì không phải của chị cửa đoạn này nữa, nó rõ đấy nhỉ, kiểu nó sợ mình chỗ lúc cái lúc mình thi hành ấy thì nó sẽ bị va chạm vào những cái chỗ khác đấy, nó sắt sơn các thứ lung quanh ra, khi mà dính sơn là phải cắm cái mảng to này thì xử lý rất là nhầy nhụa đấy, hơi mệt đấy. Đấy ok nhá, cái này chúng mình tiếp tục vào công việc, tiếp tục là tính toán một số thứ nữa anh em ạ. Đây cái phần này thì hôm qua bọn mình cũng dự đoán rồi, chắc cô rồi đấy. Đấy, chỉ còn bây giờ chỉ cần tháo ra nữa là được anh ạ. Tháo ra mình xử lý nữa, nếu mà mỏng thì mình cho rầy lên nữa. Ấy anh em thấy chưa, đấy là vít một con ốc thôi nhá, vít một con ốc ở kia kìa, một hay có hai con ở cái đoạn này thôi, nhưng mà quá là chắc luôn, không thể nào mà xê dịch được nữa, lôi ra lôi được nhé, đóng vào được. Đây mình đã làm lẫy rồi mọi người, cái chỗ góc nhọn này này anh em ạ, cái chỗ góc nhọn này thì mình cũng sẽ làm, mình đã làm bên trong đấy, đắp một cái góc nhọn y xì vầy, nó chỉ đến đây là nó sát rồi, không thể nào đi đâu nữa. Đó. Sau là bọn mình sẽ tiến hành làm cái phần này, phần hốc gió này và bên dưới này, đằng trước này, với lại cửa, đấy, với lại là bên đằng trước kia nữa. Đấy anh em ạ, cái này là Nùng bắt đầu tiến hành vào phần làm cái phần hốc gió luôn nhé mọi người nhé. Chúng ta phải vạch mực ra đi. Và những chỗ nào nó còn thiếu là mình phải dán thêm rồi đấy. Đấy, chắc chỗ nào còn thiếu hả? Đây chỗ này dán nào tí nữa. Đây chỗ này để nó gì đấy. Cái lớp này, đó. Ừ. Xong bắt đầu mình bo từ đây theo nó đấy.
đúng không? Chỗ này thiếu. Cái này nó thiếu thì mình phải cho thêm ra. Cái gì thiếu thì dán sớm mà chứ không đến cơn mình mài nó lại không được đấy. Nha. Cái điểm này điểm thiếu nhé. Chắc phải bo dán tầm này. Nha. Đó ra tầm đấy. Bo tầm này ra khoảng một phân nữa nhỉ? Một phân nữa. Nhưng mà chẳng chỉ đuổi lên đến đây chứ mấy. Đuổi gì chứ? Ý là bo đuổi hay là đuổi hết? Đây ngay đây thôi chứ. À ngay đấy rồi. Cái đấy bên ngoài thì bên trong này nó bo nó đô đuổi theo cái kia chứ, đuổi cái kia chứ. Ừ. Cái chỗ này là cái chỗ mà nó gờ xuống ấy, gờ xuống mà cặc cặc ý là cái này là cái đấy, phần nó đen đấy. Nó đoạn tí tí thôi. Ừ, cái phần đen đấy là nó hụt ra một chút. Đây mình còn cái góc vuông tí này thôi. Ừ. Góc vuông tí thôi. Sau này là cái phần đen đấy là nó đuổi theo từ đây, nó đuổi theo thở rồi đấy. Rồi. Đây là cái phải dán. Vậy phải dán cái này đấy lên. Yeah. Thì đấy một tẹo làm phân này nhé. Ừ. Góc vuông rồi luôn đấy. Đúng rồi, nếu mà theo như trong bán xe thật thì là nó hơi nhô nhô nó một chút. Đúng rồi, cái này nó bị gì ấy. Và nó là đây nó là phần điểm này nó là phần thịt màu theo màu xe đấy, luôn. Theo xe luôn đấy. Ừ, màu xe luôn. Đấy. Thì mãi cho đi á. Mãi cho đi rồi. Rán thôi. Thì bên kia chắc không phải rán. Bên kia bên này chắc đủ đây, bên đây thế thò lên vậy. Đây bên đây nó thò cao lên lắm nè. Nhờ. Đuổi ra ngoài này được. Ừ. Đây mình đuổi dịch ra đây thì mình thừa ra một chút là vẫn được. Có khi vẫn phải dán góc này lên đấy chứ. Không được trông có vẻ hạn ngắn đấy. Nhờ. Ừ. Đấy thì hai bên này là sẽ làm lại cho nó ổn định hơn nhé mọi người nhé. Con xe này hy vọng là làm xong mọi thứ điểm nhấn vào là cực đẹp luôn mọi người. Mọi người chờ hy vọng kết quả xịn sò nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ phải dưới sử dụng cái kia mình sẽ ra mình làm cái đèn kia. Mình quay công tác cho cái phần làm toàn bộ cái phần đèn sau này để sau này nó được một cái video hoàn thiện xịn sò mọi người nhé. Con nào phải đặt cả bóng đèn về đi. Nhờ. Bóng đèn của cái đèn sau này. Mình chưa có đặt mà. Đấy, đặt về thì đến cơ làm xong rồi lại không có bóng đèn. Bóng đèn đặt cũng phải mất mấy hôm đấy. Mấy hôm 3-4 hôm. Nhờ. Nếu mà tốt thì còn 3-4 hôm mà không cũng phải hàng tuần lễ. Như là đúng rồi. Đó, đo bên kia, đo xem bên kia nó nhỏ, có phải dán hay chưa không? Chắc phải dán đấy. Bọn mình thước còn có mua đâu thước đâu. Vậy với chất gì? Ấy vừa đây. Chừng như không phải dán đâu. Nhưng mà điểm này hả? Đo rồi. Cho đo thế đấy, cho nó đo đấy đâu mà. Với điểm đấy hay điểm trên này cơ? À nhưng mà trừ lại biết đúng mà. Ừ, từ cái bài này. Ừ. Từ ngược lại đây là được. Đúng rồi. Nhưng mà tao nghĩ là không phải dán, cái này không phải dán. Ừ. Không phải dán thì vừa đấy á. Dán bên đây nó dễ. Bên kia kiểu nó vạch 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 ngược lên ấy. Nhờ. Cứ cắt như đừng cắt ngang thôi. Còn đang tập cắt thôi. Thank you.
bạn đây này. Tất cả những cái này nó đều nhau hết này. Đấy, nó đều nhau có khoảng 3 ly là 3 ly hết, hoặc 4 ly là 4 ly hết, đều nhau hết. Đây. Đấy, xong mình sẽ bá vào để cho nó đều nhau từ trên xuống dưới lùng quanh luôn. Tất cả những cái điểm nào nó hòa, nó hở viền là mình sẽ bá lại hết nhá. Cái này cắt cả điểm này, đây bên đây cũng cắt đi. Đây vành này. Đêm qua thiếu mình có đắp vào đây, nhưng mà cái này cắt để xem độ dày móng. Mới tập cắt cho nên là chưa gì để phải dần dần mới biết được rõ. Đoạn này là đây là đang chỉ đang đắp thêm đấy nhé. Đấy mình cứ đắp thừa ra tí thì mình cắt đi nó dễ hơn. Còn nếu mà mình mà làm cho thiếu đấy thì mình cắt lại thì hụt mất. Hoặc là đủ lại thì đôi khi cắt nó cái thành nó không được đều ấy. Cái này hơi khó này, mọi người, đây phải dán cái trong này. Đó, nguồn nó trong để rát. Cái điểm này là điểm hơi khó khăn luôn. Vậy những cái chi tiết này bọn mình làm khá là nhiều thời gian luôn. Để mà hoàn thiện một con xe với tỷ lệ 1:1 này là hơn nhiều các bạn. Quá là nhiều các bạn luôn. Đấy, cái phần này vừa rồi có mài qua đi rồi anh em ạ. Đấy, mài qua đi rồi sẽ bả lại nhé. Đấy, bả lại để cho nó bằng form đi. Sau đó mình sẽ mài cho nó nhẵn bề mặt nữa anh em ạ. Đấy, những cái phần này là qua bị thiếu đấy anh em ạ. Thế là con này mình phải đắp vào rồi, cái này mình sẽ bả lên nhé, bả lên để cho nó bằng cái mặt form này luôn này. Đấy, mình phải đi theo bằng cái mặt này luôn. Cái này chắc phải mài đi một xíu nữa này, cái phần cửa này để mài lõm thêm một xíu nữa. Đấy, bởi vì cái chỗ này nó hơi bị dày lên, cái này mình có thể hơi dày lên một xíu anh em, sẽ phải mài lõm đi một xíu nữa, xong rồi cái này bả lên một xíu nữa để mỗi chỗ nó đuổi nhau một tí. Đấy, một chỗ nó đuổi nhau một tí là ok đấy anh em ạ. Còn cái phần này anh em ơi, cái phần này mình vừa mới dán xong, cái phần này vừa mới dán xong, nhưng mà cái chỗ này thì, đấy, cái chỗ mặt ngược này dán rất là khó, khó vách trường luôn, kiểu là mình dán là chỉ sợ nó kiểu rụng xuống đấy, nó bị ngược mà. Đây là dán phải từng tí một, dán bên này xong lại chạy sang bên kia, xong đợi nó khô một xíu rồi mới lại dán bên này, lại chạy sang bên kia tiếp. Đấy, cái chỗ này nó thiếu rồi, nó thiếu một xíu rồi thôi, chỉ tầm đến đoạn này thôi này, đây này, chỉ tầm đến đoạn này thôi, không cắt ngang ra đây, rồi chéo đi vào, đó, nhưng mà mình phải đắp một xíu thôi, mà đắp rất là mất công, mà vẫn phải đắp, không đắp thì nó không bằng form ấy, bên này cũng vậy em ạ. Đấy, bên này thì may là không cần phải đắp cái chỗ này, nhưng chỉ cần phải gì trên này thôi, đó, kiểu dán lên trên đấy thôi. Ui, quên mất rồi chỗ này. Đây, đây chỗ này phải cắt đi chứ nữa. À, trên xem nào, em mình làm sai rồi nhỉ? Ồ, đâu sai đâu, đúng rồi nhỉ? Chuyện chuyển. Ok, sai rồi.
Không, đúng rồi chứ nhỉ. Ờ đúng rồi, mẹ đây cơ. Đúng rồi anh ạ. Quên mất mình tưởng nó sai toang đấy. Ở đây là sau này ngoài này đấy, vừa rồi số lượng có mài mài cái phần ống nhựa đấy. Đây này, một cái máy nhỏ kia, mài đây này. Đấy mài nó cũng ra đúng vụ bên trong cái ống nữa, bên trong nó có cái gò mà anh ạ. Đây thì chú Lợi đang bắt đầu tiến hành mài ngoài này này. Đây là mài cái ống nhựa nha anh em nhé. Bán nhựa nhựa. Đây cái ống nhựa này là cái mình mài, mình lấy ráp nhẵn ấy, mình mài đi. Phải mài thô chút. Ấy mình mài thô qua lớp này anh em ạ. Nếu mà không mài thì nó sẽ không ăn. À đâu. Nếu mà không mài đi thì đến lúc mình gì đấy nó sẽ không ăn mà. Nó nhẵn quá mà. Mình qua mài coi, một lớp ráp thô đấy, đấy. Mài lớp ráp thô xong đó mình sẽ mài lớp ráp giấy này nữa. Thì đến lúc mình bá lên à. Đi gì kìa? Mạ. Mạ thì nó sẽ ok hơn anh em ạ. Không rồi, thế nếu mà để mạ thì thấy nhẵn càng tốt. Nhẵn càng tốt đó. Ừ. Nhẵn càng tốt như kiểu cái tấm ở trong lòng con Bugatti đấy, à. Mà cái tấm bạc đấy là tấm của nó là đặc poly không nhẵn cự luôn. À. Bóng lửa không mài tí. Ở Mica. Hay là người ta cũng mài thì không có nghĩa mài. Nhẵn lắm nhưng mà cái đấy chắc. Sao nhựa? Mình không để cái này nhẵn đi. Nhẵn thì nếu mà nhẵn thì ở nhẵn cái chỗ đâu, cái này của mình còn nhẵn chỗ đâu. Này, cái này nó lại bị đây này này. Bị xóa kia. Mà. Ờ những cái chỗ xóa này. Đây những cái chỗ xóa này mình phải mài đi anh em ạ. Chứ không thì bình thường cũng không cần mài. Nếu mà nó nhẵn bừng không thì để luôn. Đây những chỗ mài mài. Đây là kiểu là cái chỗ mà người ta ghép lại đấy. 75. Ống người ta làm nhựa người ta ghép lại. Đục lỗ nhỏ để cho anh ấy khoác coi. Có. Đục lỗ ra chứ. Đục lỗ thì cái kia mình cũng phải đục ra mà. Cái ở đèn trước. Khoan lỗ để người ta quăng dây, người ta mạ. Chứ lên đấy người ta không có cách nào đấy. Đằng nào người ta cũng phải khoan mà. Đấy, vừa rồi chú Lợi có mài những cái viền này anh em ạ. Đó, những cái viền này, những cái lỗ ở đây này. Với lại là cái phần, một cái rãnh ở bên trong này. Bên trong này nó có một cái rãnh cơ. Đấy, chỗ này kiểu như chỗ để hãm đấy, anh em ạ. Cái rãnh là hai cái đầu 75 rút vào nó đến nó chạm. Đấy, nó chạm vào. Đó, dừng lại. Xếp nguyên đấy. Đấy thì cái này chú Lợi đang mài đi nhá. Mài đi xong rồi sẽ mài nhẵn hết những cái phần này đi rồi mình đây, sẽ mang lên xếp, kia. Mình quá mà thắm đồ nhá. Mình mang lên kia để bên mình mạ anh em ạ. Ở đây Hà Nội người ta mạ cho, mạ chrome ấy. Bên đây thì chắc là bên đây vừa mài rồi à. Ở đây bên đây mài xong rồi đi. Đây là mài xong rồi lúc nữa sẽ bả lên đây nhá mọi người nhá. Bả lên để cho nó có mặt bằng, mài là mài thô thôi, mài những cái điểm gồ qua cao thôi. Bả lên. Bả lên thì cái phần hốc gió này
đẹp luôn. Chỗ này phải mài hơi bó chút, hơi bó chút. Cả bên thì một bên mà ba con nhé. Đấy, con xe để cánh cửa kiểu này trông như chỗ cánh chim bị phá cánh này. Đấy. Xong mất mấy cái trụ xong rồi nhá. Bây giờ cái này mình phải tháo ra, xong bắt đầu là mài nhẵn lại hết đây. Những cái gờ các bạn thấy không? Đây là những điểm gờ này này. Đây. Cái gờ này. Đó, những đường này là con này mình phải mài bả thêm mà. Xong mài nhẵn hết, mài nhẵn hết. Mài bóng hẳn đi. Bóng hẳn đi xong có mình mới mang đi lên trên Hà Nội đấy, gửi đi Hà Nội để anh Trình nhé, anh ấy mạ chrome cho mình. Nhưng mà anh mà không mạ thì lúc ấy mình phải bắt buộc chúng mình sẽ phải sơn màu bạc thôi. Nhưng mà nếu mà mạ chrome những cái này màu vào bạc kiểu inox ấy thì nó rất là đẹp luôn mọi người. Nhưng mà nghĩa là cơ này nó còn xấu lắm nhá mọi người nhé. Trông người về thôi, trông thì cũng mịn màng đấy. Nhưng mà để mà mạ đấy thì nó phải bóng lừ đấy cơ. Mấy lần anh làm mà anh phải bảo là phải làm bóng lừ đây như con... Ở như ở trên bên con Bugatti đấy. Thì cái càng cái tấm nhựa nhẵn càng nhẵn bao nhiêu thì nó lại càng đẹp bấy nhiêu đấy. Cái này mình sẽ bả và những cái này mình bả lại hết. Xong bắt đầu là mình sẽ sơn bộ cái này nó là mà. Phần này nó là màu đen hết này. Đó, nguyên cái cụm đèn nó màu đen hết. Cái này là màu bạc, kiểu bạc như nào, bạc inox ấy, bạc inox ấy. Thế thì sẽ phải làm cái này, trước hết là làm cái này để sau đó gửi đồng bộ mấy này 6 cái trụ kia, 6 cái trụ này để gửi đi Hà Nội nhá mọi người nhá. Mọi người đó là đang hăng say làm ở phía trong kia. Nhớ tháo cái đèn này ra để mài gọt lại, nhưng trước hết là phải làm cái chi tiết kia trước đã thì bắt đầu mình mới để gửi đi đã chứ chờ đợi mà cái đấy mang về rất là lâu luôn mọi người. Cái này thì gọi là chỉ bù những cái đấy, phần này chú Lợi đang bắt đầu bả những cái chỗ mà kiểu lỗ ấy đấy, những cái lỗ ấy mình bả lại để mình khô đi mài để cho nó đẹp đấy, đẹp để mình còn làm... mang đi mạ nữa anh em ạ. Cái này là làm lấy được để mang đi mạ đấy. Đó, nhưng mà cái này nhìn thấy bả rất là nguy hiểm. Mẹ nó trong này mình không gắp được cái gì thì cho ngón tay. Đấy, cái này là mình chỉ bả lại những cái lỗ thôi anh em ạ. Đấy, những chiếc xước thôi cho nên là để bả mà kiểu váy cũng được. Trông nó hơi bị nguy hiểm một xíu. Trông nó nham nhở. Trông nó nguy hiểm vách trường á. Lỗ li tí đấy, cái phần đèn này là phần đèn chỉ mã bên trong rồi đấy, cái hình tròn này chứ chú đây đó. Cái này đúng mấy cái đấy. Bên đây đây mã những cái phần vòng tròn này mới lại cái phần bộ 6 cái ống vừa nãy chú Lợi mài đấy anh em nhé. Cái kia để lại cái này màu đen mà đấy, cái đây là màu đen trong xe này như nó là carbon nhưng mà mình carbon. Làm được carbon thì mình sơn màu đen đấy. Nhưng mà mình cứ làm màu đen thôi dễ. Carbon này là phải có nồi hấp. Carbon lằng nhằng lắm mà cái đấy, nồi hấp này em phải hút trên không này. Nhiều thứ. Cái đấy làm rất là nguy hiểm bởi nó đắt mà. Đắt nên phải làm thật là cẩn thận đấy. Carbon nó hỏng này thì toang mất đống tiền ngay. Carbon này bình thường không làm được đâu. Như mình là chịu không đủ trình độ để làm carbon. Chưa làm bao giờ.
đấy, chưa có kinh nghiệm đấy. Với lại đồ đạc không có, không có này. Nhưng kiểu sợi composite này thì mình có hỏng thì mình còn vẫn sửa được, mình vẫn có thể vứt đi, mình làm được lại, nhưng mà cầm con là hơi bị đắt tiền. Nếu mà cô nào mua thử cái máy hút truyền thông về, xong rồi làm composite, xong mình đúc những cái nhỏ nhỏ hút thử xem nó có cứng hơn bình thường không? Chắc chắn chắc là nó sẽ cứng hơn. Yeah. Nhưng mà phải hút máy phải hút mạnh hơn. Yeah. Hút bóp hẳn vào đấy. Để hút mạnh hơn là mạnh ấy, thì kiểu nó ép kiểu nó hút vào phát là nó ép đều hết nước ra anh em ạ. Đều hết nước luôn mà nước nó không rầy, nó không mỏng thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà cái đấy thì cháu nghĩ là phải, nếu mà làm vậy thì nó phải được cân đo đong đếm cái phần nước ấy. Không, nó chỉ quẹt thôi. Quẹt đều thôi. Nó đủ nước là được. Xong rồi cơ hút là bắt đầu là tự cái đấy nó xẹp, nó dính, nó đè vào. Thấy nhau không? Còn nếu mà như carbon thì người ta làm, người ta phải về sau nó gần như trơ sợi mà. Không có nước luôn, nhưng nhìn không có nước thôi. Trông giống như trơ sợi ra. Xong về sau người ta là người ta quét một lớp keo epoxy bề mặt nữa. Đó, thế là nó thành bóng lừ luôn. Công đoạn thì mình chỉ nghe vậy rồi trông cái trên mình nhìn thấy người ta làm qua vậy thôi, còn đâu thực ra là mình cũng chưa làm hết bao giờ nên không biết được. Đúng rồi. Chờ khô mà. Đấy, chờ nó khô với anh em. Phần trong này mình bả cái phần này anh em ạ. Phần cái này mình mài đấy. Đây, cái phần này mình bả vào để nó khô đi, mình xe mài cho nó đẹp đi. Mình lấy cái bề mặt này mình làm cái phần lưới cái thông gió đấy anh em ạ, cái lưới gió đấy. Cái này thì cái đấy thì làm lưới sắt cho nó đẹp. Cái sắt đấy. Cái này nó bé vậy thì được bao nhiêu đâu? Phải không? Không biết được, cháu không biết đâu, tùy mọi cái người. Cái này làm lưới sắt thì dễ hơn. Tùy mọi người, cháu không biết gì hết. Đây làm kiểu cái mắt lưới sắt đấy. Dễ hơn. Còn nếu mà mình làm bằng nhựa thì hơi cầu kỳ. Vậy thì những cái chỗ này làm nhựa đây. Những cái chỗ nhỏ này làm sắt à? Cái kẽ này làm sắt dễ hơn đấy. Bởi vì mình làm xong là mình là gắn khuôn mình ép vào đấy luôn. Được không? Cứ làm nhựa cái đấy một cầu kỳ đã. Cầu kỳ nhưng mà cháu thấy làm nhựa thì nó sẽ đẹp hơn đó. Đều hơn, tất cả mọi chỗ thì nó giống nhau. Làm nhựa nhưng mà cắt là phải cầu kỳ đấy. Cháu chỉ cầu kỳ mỗi phần là khoét lỗ thôi. Cắt lỗ là rất là cầu kỳ, nó nhỏ mà nó không được bao nhiêu ấy, cho mình lại mất thời gian làm nữa. Cái đấy là cắt lỗ một tí là nếu mà lỗ to đều là hầu như lỗ một teo ấy. Yeah. Thì được chắc cái chiều ngang chắc tầm được 3 lỗ. 3 lỗ 2 lỗ. 3 lỗ. Lỗ to là khoảng 2 lỗ. 3 lỗ phải tầm 3 lỗ thôi chứ. 2 lỗ rưỡi. Chứ to quá thì nhìn nó xấu. Nó vừa thôi. Thì mới lại là cái này nó kiểu đi nó lại kiểu lằng nhằng chéo chẹo các thứ góc nọ kia nữa cơ. Chứ không phải làm một phát mà mình chạy phát rọc thẳng song song nữa thì nó lại dễ hơn. Cái đấy là nó so le mà. Đấy, nó kiểu so le đấy. Đường thì đường thẳng nhưng mà kiểu bề cong là mình phải làm theo hướng so le luôn. Đấy, sau mọi người sẽ tiến hành làm phần đằng trước này nữa anh em ạ. Đằng trước này chắc chắn là phải làm bằng cái composite rồi. Đấy. Cái phần nhựa đó. Bởi vì là đằng trước là nó lộ ra ngoài mà mình cần những cái chỗ đây là rất cần cho nó đẹp đó, trông nhìn nó phải thật là perfect. Cánh cửa kìa theo như mình cần làm. Cháu không biết, cháu phải theo mọi người ấy, cháu không biết gì hết, mọi người góp ý. Lưới sắt thì mình làm cái lưới sàng cái không chú? Đấy, lưới sàng cái không, mình đo đúng rồi cắt chéo không hàn khung vào được. Thì nhanh. Thì có hàn như lần trước ấy là một con ferry thôi nhỉ? Ừ, thì nhanh. Xong mình ghép vào đấy là, bởi vì cái đấy mình không có tháo ra làm gì, xong rồi để luôn. Dính vào đấy luôn á? Keo vào, dính luôn. Dính cái đấy keo vào. Tháo làm gì nó béo ấy. Ừ, bắn keo vào xong nhỉ? Con keo hành phần đấy, nó ok luôn. Đấy, bởi vì nó cũng liên quan nhiều mà, không phải với ta chạm nhiều đấy. Những chỗ này thì mình cũng chả tháo ra làm gì đâu cả. Một khi mình đã làm được đẹp cái bề mặt này rồi thì cũng không làm cái gì đến cái phần này nữa. Cứ bề mặt này.
Bởi vì cái chỗ này anh em hiểu, anh em thấy không? Chỗ này là nó không liên quan gì đến một cái gì hết. Đấy, nó một cánh cửa như thế này không? Chả liên quan một cái gì, chả phải sửa, chỉnh sửa gì hết. Cho nên là mình nhờ làm bằng cái đấy cũng được. Dính ra luôn, được. Hai cái này thì làm bằng nhựa này cho nó đẹp mấy đúng một không? Đúng rồi, hai cái này. Còn nó 2,5 thì làm sao? 2,5 thì chắc cũng làm nhựa nhỉ? 2,5 làm nhựa. Đấy. Bên dưới làm nhựa để khi mình lắp vào mình đun ngoài phát đấy. Đúng kiểu mình đun ngoài phát là nó có khớp thì vẽ hơn. Cháu nghĩ là đấy là mình sẽ làm hai cái tai. Làm hai cái tai xong rồi bắt nó vít vào được. Bởi vì ở bên trong ấy. Ý là có lắp thì mình đun vào thôi. Vâng đấy, vì lắp thì đun vào xong rồi mình vít hai con ốc vào được. Bởi vì ở đấy nó có hai bên thành ấy là nó có hai cái sắt rồi. Mình hàn hai cái tai ra là ok luôn. Đấy, cái lại mang đi mài nước tiếp anh em ạ. Nguyên nó đó phải ra nó làm sạch cái cổ. Chà bánh đơn chứ. Thì làm phát nhanh không hả? Đấy anh em, cái phần này bắt đầu bọn mình sẽ tiến hành gói, đóng gói cái phần cái này gọi là cái gì? Cái phần đèn đấy anh em ạ. Chó đèn. Chó đèn đấy. Đóng xuất khẩu châu Âu. Đóng mình mang đi xuất khẩu đi người ta mạ chứ. Nghĩ là mày không có đục đục đấy. Ý là mình để từ trước mà. Chứ còn ấn là như kiểu là đồ quân. Ấn rồi đi, kiểu ấn xuống lắm nữa. Chất vãi. Vậy thì chất vãi. Anh em này kiểu đồ xuất khẩu châu nhá. Đấy thì bây giờ bọn mình đang chuẩn bị tiến hành công tác chuẩn bị đấy. Công tác chuẩn bị để đóng gói ship lên chỗ người ta mạ cho bọn mình mọi người ạ. Đấy, mạ chrome nhá. Mạ lên thì nó sẽ đẹp. Đúng chất của đèn. Đúng rồi, đèn bao giờ được cái chóa đèn nó chẳng phải là cái lớp mạ chứ nhỉ. Chất của đèn nó mới đẹp. Đấy thì bây giờ mình sẽ đóng hàng vào rồi. Gửi lên Hà Nội mọi người ạ, phải trên Hà Nội mới có. Ở chỗ mình không biết có hay không biết nhưng mà quen ở trên đấy rồi. Đấy, quen người trên đấy thì người ta làm cho mình. Vì yêu thích xe vì mình làm nó vất vả quá lại cũng chợ nhiệt tình à. Đấy thì bọn mình đóng gói vào vậy gửi lên đấy thì chắc phải mất vài ngày người ta mạ cho xong rồi đợi khô các thứ nữa. Mạ thì chỉ mất khoảng tầm 2 ngày là xong. Nhưng mà vận chuyển nữa lâu đó. Thì cũng chắc phải mất gần tuần đấy anh em ạ. Hơn bởi vì vận chuyển như vậy. Nếu mà lên nhanh ok các thứ thì chắc tầm 5-6 ngày. Không, mình đi xe máy, phóng xe máy mà lên. Hay là mình lên xe máy lên đấy nhỉ. À, hôm nay đi ăn sinh nhật đấy. Đáng giá vậy bê lên đỡ mất tiền ship chứ nhỉ. Vậy thì lười vậy nhỉ. Lười vậy làm sao mà kiếm được vợ. Ví dụ có cái gì kiếm chát con về. Hả? Điểm gì chứ? Tao bạn bè mà tao đi chứ lợi gì? Phải có bạn bè thân thiết các thứ. Có mời mình đi ăn sinh nhật thì mình đi. Nếu mà đi thì tao mày đi. Đó, điểm gì? Xa xôi, vất vả. Đi lên kia mà thôi không đi nữa. Đi thăm em đấy à? Xuống rồi. Các bạn đang xem các bạn lại. Ôi anh ơi. Ôi dề. Đấy thì bọn mình sẽ đóng gói bọc cái phần xốp này vào đây. Rồi xếp lên xuất cho cái hóa đơn để ship code. Quên mất rồi. Đấy, sơn lên. Đấy thì đấy có tiền rồi. Đấy. Tất cả đồ này để ship hàng thôi. Kiếm tờ giấy. Vậy thì bọn mình sẽ phải đóng cái xốp này vào, sợ là nó đi kiểu vận chuyển người ta va sơn chạm đấy. Va chạm nó bị va vào cái phần chó đèn của bọn mình ấy, nó xước ra thì đến lúc mạ nó không còn được đẹp nữa. Nói chung là mình không thấy là cái trường hợp người ta kiểu quăng quật đấy. Đúng rồi, chắc chắn rồi, đi ship lên shipper thì người ta sẽ phải quăng quật đồ, người ta bốc lên bốc xuống ấy. Mang tiếng người ta. Bốc lên bốc xuống cái bộ quăng quật đó. Hôm nọ mình xem đấy, trên máy bay đi xuống người ta cũng quăng ở mầm nữa. Máy bay thì quăng ngồi, máy bay quăng thì quay. Máy bay cầm mình bốc phát, Đấy, thì cho nên mình phải đóng gói cẩn thận rồi. Những cái người xếp hàng ấy, những cái hàng nặng nhiều, cũng vác nổi cũng vậy. Bác cả ngày cũng không nổi mệt. Lát
Cái này mọi người sẽ mang ra đơn vị vận chuyển, người ta vận chuyển lên chỗ mạng cho bọn mình nha mọi người nhé. Đấy. Ok các bạn ạ, và bây giờ thì là chúng mình đã đóng gói, đóng gói được kiện hàng to toi vào rồi nhé. Bây giờ thì tiếp theo là Phú Lợi là sẽ mang đi ship. Mình sẽ mang đi nhé mọi người nhá. Đây mình chỉ mang một toan thôi mọi người. Đây bao nhiêu cân chút? Khoảng cân đấy, một cân đấy. Một cân. Đây là hy vọng của mấy cháu mình là được cái mạ chrome một phần mắt đen. Ừ. Để sau này cho con Pagani nó được hầm hố và đẹp đẽ hơn. Ừ, đây là phần trang điểm cho nó. Rồi. Đi ông hàng. Đây để đằng sau. Rồi mũ vào, rồi mũ vào. Đi vào lấy mũ bảo hiểm đi. Nha. An toàn. Ừ. Đấy. Cái này mình gửi lên trên đấy chắc được khoảng 3 ngày. 8 tuần, 8 tuần thì được. 3 4 ngày là sẽ về đến đây thôi mọi người. 7 7 49 ngày. Sẽ về tụi mình sẽ mở cho anh em xem trong cái gì nhỉ? Cái màu nó như thế nào. Ok. Chắc là được màu bạc hoặc màu chrome xịn luôn đấy mọi người. Chrome với màu bạc ấy, chrome với bạc chrome. Đây này, nó màu này này. Đấy. Ok. Màu đấy đẹp luôn đấy. Đây nha, cái phần này mình vừa mới xử lý qua rồi lại rồi này, sáng mình có dán vào đây. Nhưng mà vừa mình đã cắt ra xử lý lại rồi. Rồi mình sẽ chuẩn bị mái cái phần này chìm xuống một tí. Đó, mái phần này chìm xuống để mình bắt đầu dán vào. Đó là xong mình sẽ làm cái phần lưới đấy nha anh em nhá. Đây đây thì mình đã phát thảo cái hình cái đường này ra để mình mài này. Mình sẽ mài cái phần này đến đây, đến cái phần chỉ đây, mép chỉ này nhá. Rồi mài nó lõm xuống rất là chia đôi cái phần này ra. Đấy, mỗi cái một nửa. Chia đôi ra. Mài lõm xuống một nửa, còn để lại một nửa. Sau đó mình sẽ đắp lên cái phần này là một nửa nữa. Đấy. Và như thế anh em nhé. Rất là ok, rất là ảo luôn. Cái phần này bọn mình sẽ làm bằng nhựa. Đấy, phần dưới này sẽ làm bằng nhựa. Làm bằng nhựa thì nó sẽ đẹp hơn. Nó sẽ trùng màu, trùng mấy cái phần lộ ra hơn nữa. Bởi vì cái phần này nó kiểu lộ ra ngoài mà nó nhìn nó rõ hơn thì mình sẽ làm bằng cái nhựa đấy. Còn nó cái phần cánh cửa này, còn cánh cửa bọn mình sẽ chốt lại là làm bằng lưới sắt. Rồi mình sẽ chuẩn bị mài phần này nhé anh em nhé, mài phần này đi để tiếp tục làm công việc tiếp. Kê lên đây tự nhiên đấy, tự nhiên luôn. Ờ, tự nhiên đấy. Đấy. Hai con nữa, hai con nữa. Rồi phần này giờ hiện tại nó đã bằng rồi đi. Đấy. Đây, phía đây anh em ạ. Rồi biết được sau này nó có giờ nó mất lại rồi. Mình đang làm theo phong cách của Pagani. Cái này là phong cách của Pagani.
PC nhá, thôi là PC luôn. Thì sau này cái ốp đen ấy nó ốp vào đây luôn, mình đỡ phải mất công là làm lọt vào trong. Lọt vào trong thì nó tốn công hơn, kỳ công hơn đấy. Đấy, bây giờ tiếp tục bên đây nhá. Đây bên đây chưa máy này. Đây là cái kém ở đây, chưa mài, lúc nữa là sẽ mài. Mài ok là xong. Đẹp hai bên luôn. Đấy. Nói chung là chờ xe này đang đi vào cái gọi là hoàn thiện hết mức có thể, bởi vì những cái là chi tiết nhỏ là bọn mình là sẽ làm hoàn thiện luôn. Đấy. Thôi là sang bên đây mà mài đi. Mài ở cái lỗ đây, lỗ có sáng bả đây. Đây, cái này mài nó khó này, mài được cái này mà chuẩn form đây này, đẹp đi mới là quan trọng, bởi vì những mé trong đấy là rất là khó luôn. Thế là đánh đắp cô to to vào tí, để chú sang người đắp mài. Đây là đánh đắp cô lại. Đây loại 600 này, loại này vừa đi, loại này phi mạnh đi. Không biết lấy cái này. Loại thua quá. Đó. Anh em ơi, đây phần này chú Lợi đang xử lý lại cái phần đèn này này. Đấy. Cái phần này, mình làm nhẵn đi, xong bắt đầu mình sơn vào là đến lúc mình sơn đen luôn. Đấy. Sơn màu đen là sơn màu của nó luôn đấy. Đấy, cái này là làm nhẵn để sơn được cái màu đen ấy luôn đấy anh em ạ, chứ không phải là để sơn lót nữa đâu. Cái này là xong là một lần lên nó đều màu không mà sơn đen. Đúng rồi. Đây này, cái phần này này, đây là những cái chỗ góc kẽ kẽ này là nó bị lỗ đấy anh em ạ, mới lại bị xước. Họ làm để lên video ấy, thế là nó hơi vội. Đấy, nó bị lỗ mới bị xước, thế là cái này mình cái này chú Lợi là phải bả lại đấy, bả lại những cái chỗ này là bả bằng ngón tay luôn đấy. Ngón tay sáng bả ngón tay. Nó bị chất. Đấy, những cái góc cái máy trong kia này này là mình phải mài bằng ngón tay. Không mà bả ngón tay chứ không bả ngón tay là không kiểu cái những cái rào bả mình không lồn được vào ấy anh em ạ. Nó một chút vào. Đấy, giờ là chú Lợi đang mài nước cho nó xong cái bề mặt cái này nó ok đi. Thế thì là sẽ được lên sơn đen thôi. Nhưng mà chắc mình làm ok ra thôi chứ nhỉ chú nhỉ. Sơn đen này để con nào sơn chứ nhỉ. Con này mình làm là mình sơn xong rồi mình phủ cái lớp lót này nè. Ừ. Cho đều đã. Đấy, phủ lại lớp lót đều đó anh em ạ. Xong con nào sơn đen thì mình sơn đen sau. Đấy, là đen như thế. Rồi mình sơn cùng với lại màu của cái những cái đèn, chi tiết sau không ấy. Những chi tiết sau cùng với nó nhỉ, màu đen cùng với nó. Là mình làm cái đèn xong, cái đèn sau mình sơn cả, còn lắp cả vào. Còn cả trước được sau nó đẹp. Đấy. Còn những cái phần riêng này anh em ạ. Đấy, những phần riêng này nó xấu ấy là vì mình không cần cái chỗ này nó không lồi lên ấy, nó không lộ. Thế là mình chỉ lộ từ bắt đầu từ cái viền này thôi này anh em ạ. Đấy, từ cái viền này trở lên thôi. Đấy, là những chỗ nhăn nhẵn ấy là mình lộ thôi. Còn những phần bên dưới này là nó sẽ không lộ nhé. Là một đèn bên trong thôi. Đấy, thế mình không cần phải làm cái phần đấy đẹp hẳn để cho quá cầu kỳ quá. Cầu kỳ quá lâu. Đấy, chú Lợi ngồi ra ngoài giữa cửa này mài nước. Thôi, chất. Nắng lắm. Mà nắng anh ạ. Được cái là hôm nay trời chỗ mình nó nắng ấy, nó không mưa đó. Trời, đường xá nó sạch sẽ hơn. Đây, rồi nắng to đùng luôn. Hôm nay tự dưng trời nắng to qua khô đét. Đấy anh em ơi, cái phần này là mình vừa mới dán vào rồi này. Đấy, mình dán cái phần giấy này vào. Đấy, con này mình sẽ sau đó mình sẽ dán cái phần sợi thủy tinh với lại nhựa composite lên đây. Đấy, để mình làm cái phần này nhá anh em nhá. Phần lưới đấy, đến lúc mình còn dán một lớp ở dưới đây cơ. Nhưng mà con này là phải xử lý cái phần này trước anh em ạ. Đấy, xử lý phần này trước. Sẽ dán cái phần này trước. Đó. Đấy, hai bên nhá. Bên kia thì mình đang chuẩn bị dán giấy vào. Còn đâu kia thằng cu sơn thì nó đang mài cái phần cửa, cái phần hốc gió cái xám mình bả đấy anh em ạ. Đấy. Đây, ngoài này thì chú Lợi đang chuẩn bị tiến hành vào phần bả cái đèn này. Nhìn cái gì mà nhìn? Đó anh em ạ. Đấy. Cái này là chú Lợi sẽ bả cái phần đèn này vào cho nó đẹp nhá, mài đẹp đi. Bởi vì là cái đèn cái nhựa epoxy kia cũng gần được rồi. Và mình cũng đã gửi cái phần
kia đi để mạ rồi. Đấy. Chuẩn bị ok cái hết cái phần đèn rồi anh em ạ. Trời ơi. Em ơi, giờ thì cũng muộn rồi, mình sẽ được tạm dừng vlog ở tại đây nhá. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở vlog lần sau. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Bye bye chú ơi.